Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với chủ đề đánh vua của clan Trung OK. Là một clan hiện tại là đang không biết là top mấy đây. À, hôm nay anh em di tản hết rồi. Vâng, anh em bây giờ trong group chỉ còn có mỗi 21 người nên là không so top được thì không sao tính nhá. Nhưng mình muốn giới thiệu cho các bạn được rằng là hiện nay thì Trung OK đang ở vòng 2 của cái bảng thi đấu mà rank champion 1 này các bạn này. Và đang đứng ở vị trí nhất bảng tạm thời. Và hiện nay thì đang gặp đối thủ là đứng xếp thứ 3 của bảng, đó chính là CK Warriors với 73 sao. Và bên kia họ mới đánh là 13 lượt, còn bên mình đánh full rồi. Thì hiện tại tỷ số là anh em Trung OK là 9 bay và bên kia làm được 1 bay. Và còn trận vua hôm trước đầu tiên ấy thì đã làm được là 10 bay. Vâng, 10 bay các bạn. Bên kia chỉ làm được 1 bay thôi. Và cái điều quan trọng là đối thủ là có một vua thắng là tới 15 trận thắng liên tiếp trước khi bước vào trận chiến này. Bây giờ thì ngày hôm nay thi đấu thứ 2 này thì mình sẽ review cho các bạn những trận thi đấu 3 sao của anh em Trung OK. Và nếu các bạn thấy thích series này của mình, hãy để lại một like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật được những cách đánh combo mẫu bay thật là hiệu quả các bạn nhá. Như thông tin mới nhất của Clash of Clans. Ở trong trận thi đấu này thì người chơi Sơn Ca đã sử dụng combo là rồng điện balloon rồi. Và đánh theo sách giáo khoa combo rồng điện balloon của những clan top như Trung OK hay Stephanie thì là có King một bên và Queen một bên. Rồng điện với cả là Baby Tiểu Long cũng đã được dàn ra trong trận thi đấu này rồi. Và các bạn có thể thấy là đã gồng quản giáo. Wow. Cắt tỉa hai bên để nó tụ vào giữa là rất đẹp. Vâng. Cái pha thả độc này. Vâng, thả đóng băng thôi rồi luôn. Một trận thi đấu nó sẽ là khép lại nhanh chóng thôi. Con combo rồng điện này đánh cực kỳ nhanh gọn luôn các bạn ạ. Và chưa thấy thả Royal Champion mà đã gồng kinh rồi. À bây giờ mới thả. Vâng, trận này thì không cần thả khu vực nhà chính trước đâu. Ôi ôi, bịt được cây Inferno nhiều tia của nhà chính với cả là 2 Expo. Vâng, quá chất, vâng, thêm quả gồng nữa của Royal Champion thì mẫu bay này đã nằm sàn. Vâng, như vậy là một top 2 toang. Rất toang luôn rồi. Khí cầu thả đá nó còn nổ chưa hết đây anh em ấy. Còn kinh khủng khiếp đến từ thanh niên Sơn Ca. Vâng, clan Trung OK là một clan bay cúp nổi tiếng và hiện tại đang chơi combo rồng điện là cực kỳ khét lẹt. Kinh. Quá kinh nhỉ chứ nhỉ. Vâng, thanh niên này là mắc defense rồi đấy. Vâng, tường còn một ít nữa thôi chứ còn công trình là khét lẹt luôn. Và trận thi đấu này đã mang về 3 sao cho người chơi Sơn Ca. Và các bạn lưu ý rằng ở giải quán quân 1 này thì nó cực kỳ khắc nghiệt, đối thủ toàn là những cao thủ mạnh thôi. Chúng ta tiếp tục đến với một trận thi đấu nữa của người chơi Stephanie combo rồng điện luôn. Ồ, như vậy là Queen ở hướng 9 giờ, còn thanh niên này các bạn có thể thấy là defense nó cũng khét lẹt rồi. Còn một ít cannon là chưa mắc thôi. Vâng, mẫu bay rất là cũng kinh nhưng mà đánh vẫn theo kiểu cái combo đánh của top 2. Vâng, chuẩn bị là tuét rồi là nhòe cái mẫu bay mắc ở tha hơn 13 này. Vâng, cực kỳ khét lẹt. Vâng, cho là mắc của tha hơn 13 tôi đánh bằng đơn vị bay thì cũng vậy thôi. Và các bạn lưu ý là ở thời điểm hiện tại mùa giải tháng 1 năm 2020 này, vâng, đánh được cứ 9 bay, 10 bay phải nói là cực kỳ kinh khủng rồi. Và chưa kể là còn ở cái giải khắc nghiệt nhất là Champion 1 nữa thì tất cả những người chơi Trung OK này đánh cái combo rồng điện là cực kỳ căng. Và tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ clan này là clan chơi rồng điện nhiều nhất ở trong các trận vua rồi. Và cái điểm đặc trưng của clan Trung OK là như vậy. Vâng, trận thi đấu đã đi về cuối rồi các bạn thấy chưa. Vâng, rồng còn tới đâu 3-4 em gì đây. Vâng, một em vừa hy sinh anh nhiên kinh 70 vẫn đang loi nhoi. Vâng, ăn thêm một cái bom đen vào mồm nhưng mà không sao. Vâng, máu vẫn trâu lắm. Quản giáo 50 vẫn còn xanh cơ mà. Vâng, anh em gọt tỉa là rất nhanh gọn. Nhưng còn mấy cái thanh niên cannon thì không đáng kể. Vâng, chấp một mắt luôn. Vâng, 3 ông mà không ăn được hai thằng này á. Vâng, cần hết luôn thế này. Ô, cái điệu nhảy tango rồi kìa. Toàn tuét là nhòe luôn chưa. Rồi. Vâng, clear toàn top 4 rồi đấy. Tiếp theo là một trận thi đấu của người chơi Stephanie Doctor M. Oh, trại lính đã được bung ở hướng 12 giờ rồi.
Và như vậy là 9 giờ đúng rồi, King Queen một bên. Vâng, đánh rất là như kiểu sách giáo khoa rồi. Vâng, auto 3 sao với combo dòng điện balloon. Vâng, thả cái bình đóng băng mà không thể mang bình hơn được nữa. Vâng, bịt ba cái công trình luôn. Rồi, vâng, gồng là quá chất luôn các anh em ạ. Kinh thật. Vâng, họ đánh sao mà đẹp mắt vậy. Trong khi mình đánh thì chỉ có đau mắt với cả là nhỏ mắt của 502 vào cho nó đỡ đau thôi. Vâng, tụ rồng lại là rất kinh nhá. Vâng, Royal Champion còn chưa thả. À đây rồi, nhưng mà chưa cần gồng nữa. Vâng, khét lẹt. Vâng, CK Warriors. Vâng, chiến binh CK. Bên kia, cái cuộc chiến sinh tử ở bên kia vẫn đang rất là căng cò với cả cái máy bắn đá. Bịt lại, ôi ôi, bịt được máy bắn đá luôn bên này và gồng Royal Champion rồi. Vâng, một thanh niên rộng điện đang quẩy nhấc người ở khu vực bên kia. Vâng, ăn được, ôi ôi, nó ăn được con mỏ chim là quá chất luôn. À, như vậy bụp thêm cuồng nộ nữa cho nó quẩy sung hơn. Tuyệt vời. Vâng, em ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các bạn ơi. Vâng, đầu tư luôn của cả Ray với cả là bình đóng băng cho em ấy quẩy những người. Và như vậy em Queen bên này còn chưa cần gồng. Vâng, vẫn đang đứng đục tường như đúng rồi vậy đó. Triển khai đi. Vâng, chúng tôi có thể chấp hết cái bản đồ này. Vâng, đội bạn là toàn những nhà cũng mạnh hết rồi anh em nhé. Tướng tá rồi công trình phòng thủ là tết là nhòe luôn. Kinh đấy. Nhưng mà cũng thành sân bay thôi. Vâng, vẫn là combo dòng điện. Vâng, cái thương hiệu đặc trưng này thì không lẫn vào đâu được anh em ạ. Và cho dù là mình có xem đánh cái combo này bao nhiêu trận nữa thì gặp những mẫu bay này thì mình vẫn chưa đánh được nhiều như cái người những người chơi đến từ clan Trung OK và Stephanie với cả Doctor M. Combo bay cúp rất là đặc trưng, vâng, gồng luôn đại quản giáo với cả là thả cuồng nộ và thả ngay cái bình độc để khi mà lính hội thành của đội bạn ra là ăn trưởng chết toi. Và các bạn có thể thấy là dòng điện nó tập trung ở khu vực trung tâm là rất dẻo nhá, không hiểu cắt kiểu gì luôn. Vâng, mình thì cũng cắt các kiểu nhưng mà không được như này. Vâng, thả spell là rất tốt anh em kìa. Ồ, đóng băng. Vâng, quan sát bản đồ là cực kỳ chất luôn. Bịt cây Inferno dưới, nhiều tia dưới này và khu vực nhà chính là, bạn ấy rất là ưu tiên bịt khu vực nhà chính các bạn. Ồ, như vậy là cánh quân ảo về hướng 9 giờ đang bị bẫy lốc xoáy. Và không còn spell trong tình huống này, vâng, khá căng. Vâng, khá là bàn căng ở trong tình huống này rồi. Vâng, kinh. Ồ, nó vẫn giật được. Ghê thật đấy chứ. Vâng, máy bắn đá chấp bản bắn trước đấy. Xong. Ảo thật. Vâng, còn tới 4 em rồng. Và Queen còn chưa thằng cần gồng nữa. Vâng, cực kỳ nhanh gọn các bạn ạ. Vâng, đánh thôi rồi luôn. Thế thì cũng thua. Bảo sao mà bay cúp giỏi vậy. Vâng, lại thêm một cái mẫu bay này nữa mà để xem trận thi đấu này Stephanie đánh gì. À vâng, đánh với khí cầu thả đá. À, lần này lại thả balloon với cả là baby ở đây và King Queen bên này. Vâng, đánh từ dưới đít thọc lên. Vâng, khu vực ở dưới này là có tới hai cái expo nó để mặt đất rồi. Vâng, đội bạn có mắc sai lầm trong tình huống này không đây? Đại quân đang tùa vào và chuẩn bị gồng đại quản giáo. Như vậy là thả bình cuồng nộ trước rồi mới bấm gồng anh em ạ. Wow, hút được một mả bom ở đấy luôn. Wow, rất nhiều bom và các bạn có thể thấy rồng nó đang dàn quân là cực kỳ đẹp luôn kìa. Vâng, có lẽ cái trận thi đấu này nó sẽ là một trận thi đấu ngắn nhất trong lịch sử của video này rồi. Cái gì mà nó tùa gọn gàng quá vậy. King Queen dọn hai bên rồi là rồng dọn hai bên và cái đám ở giữa thì chỉ việc là quẩy thôi. Vâng, thêm bình cuồng nộ nữa cho đại quân chỗ này. Ui dồi ôi, ôi đóng băng nữa thì thôi rồi, lựa mời luôn. Wow, anh em đếm lại cái số lượng rồng đang còn trong tình huống này hộ mình cái. Vâng, Royal Champion còn chưa cần gồng nữa. Bụp 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 bụp. Trời ơi, chất chơi người rơi là kinh khủng rồi. Đánh dòng điện nó đánh hay thế nhỉ. Đùa. Chơi thế thì ai chơi. Vâng, đây còn X-Bow mặt đất là... À, X-Bow nó đang mắc cấp độ luôn. Vâng, chấp ông bắn rồi ở Champion. Ôi, bắn mà nó không chết anh em ạ. Vâng, nó chấp bắn từ đầu buổi đến cuối buổi mà vẫn còn xanh máu. Nằm sàn 3 sao. Tiếp theo là một trận thi đấu nữa. Đến từ người chơi Trung OK 1. À, lần này lại cho balloon đầu tư đi trước anh em này. Vâng, đánh theo kiểu dòng điện. Vâng, ảo vào và có kinh nhưng mà chưa thấy Queen đâu.
Vâng, biến tấu những combo thả đơn vị lính tướng là cực kỳ hay luôn anh em ạ. Như vậy là đã có một màn dụ lính của đội bạn rồi. Vâng, thả độc là anh em phải chú ý là thả nó theo đúng hướng mới thả đủ cái khoảng cách. Khi mà quân của mình vừa tiếp cận vào là bên nó cũng ăn trong cái tầm ảnh hưởng là chết hết. Hay thật. Quân bên kia là tiêu diệt được Royal Champion rồi. Vâng, một đơn vị tướng nó gây nhức nhối cho quân bay lắm rồi đấy. Bởi vì nó rất khỏe. Vâng, beat được nhà chính với cả là một Elephant One nó giật phát chết luôn. Đấy anh em thấy không? Thả đóng băng mà vẫn cố thả để cho không Archer nó ảnh hưởng nhá. Đấy. Vâng, vừa mới hết băng cái là Archer cũng chết. Thả tinh tế thật. Vâng, mình thì cũng biết tính toán là để thả như vậy nhưng mà thả lại xịt. Vâng, được một trong hai con thôi. Như vậy là cũng đã toang trong trận thi đấu này nữa rồi. Vâng, chưa kịp bình luận gì phải không các bạn? Lằng nhà lằng nhoằng đã thấy hết trận đấu rồi. Queen nó còn chấp cả gồng Queen nữa. Toàn đánh ở quán quân 1 đấy anh em ạ. À, lìa kinh khủng không? Vâng, chúng ta đến nơi trận thi đấu là anh nhà Hoàng Sport. Vâng, King Queen. Vâng, Baby Tiểu Long một mình một sân khấu ở trên góc 12 giờ anh em ạ. À, vâng, quẩy là nhất người. Rồi vào đây, vào đây. Vâng, lại là một trận thi đấu nhanh gọn nhẹ nữa rồi. Người chơi, những anh em ở bên này chắc là bay cúp quá nhiều rồi. Vậy sao mà cứ gặp bay nào là cũng auto vào là thả quân toét ra là nhòe. Và combo dòng điện với cả là khí cầu thả đá đã được sử dụng rất tốt luôn. Vâng, đã gồng kinh rồi. Vâng, bịt Expo với cả là bịt Air Defense. Vâng, trụ Wizard bắn cận chiến thì nó không cần bịt. Ô, máy bắn đá bên này cũng không cần bịt luôn. Đầu tư một cái đóng băng để cho khu vực nhà chính. Giật. Đúng rồi. Như vậy là đậu. Vâng, còn một bình đóng băng nữa. Bịt khu vực nhà chính sớm thôi. Vâng, đang bị ảnh hưởng ở đây. Đúng rồi. Vâng, cứ cho bầy rồng khẩn trương thôi. Giật. Wow. Vâng, chỉ cần níu kéo thêm một giây là uổng luôn. Úi trời ơi, rồng với cơ man, rồng với balloon kìa anh em kìa. Không phải đến 5-6 con rồng với cả là một mả balloon ở đây. Kinh thật. Toàn một mẫu bay toàn nhẹ nhàng đến từ anh Hoàng Sport. Vâng, cái mẫu bay này nhìn cũng tương tự cái mẫu vừa mới bị clear. À vâng, đánh với trại lính bay rồi. À, nếu các bạn thấy thích video này của mình thì hãy để lại mình một like, share, ấn vào đăng ký kênh Agri Gaming để cập nhật những combo cách đánh kiểu sách giáo khoa đến từ những người clan, người chơi top thế giới luôn các bạn nha. Và tất nhiên là những người chơi top thì sẽ có những mẫu bay hay nữa cơ. Và hiệu quả thì mình sẽ luôn cập nhật cho các bạn sớm thôi. Như vậy đã có một pha gồng đại quản giá giữa đại quân nó ụi vào rồi. Trong lính hội thành là dòng điện các bạn ạ. Vâng, King Queen đang dẹo về hướng 9 giờ. Và đại quân tùa vào khu vực nhà chính đang xử lý là rất là gọn gàng trong này rồi. Úi trời ơi. Giật là kinh khủng tởm luôn. Giật là quá nhanh. Ô, đóng băng pháo đại bàng. À, hay quá. Úi trời ơi. Toang rồi. Vâng, mình đã kịp bình luận gì đâu. Mới bảo các bạn là hãy đăng ký kênh thôi mà lòng vòng là hết trận rồi. Vâng, anh em đếm mình bao nhiêu con rồng cái. Vâng, hình như là 6 con anh em ạ. Ô đùa, kinh vậy. Vâng, tính cả lính clan là 8 con mà mang về 6 con. Vâng, chơi thế này thì mau giàu quá. Trận thi đấu 3 sao nữa anh em nhá. À vâng, Hòa Step. Vâng, thanh niên Hòa Nguyễn của chúng ta đấy rồi. Vào đây, vào đây. Vâng, Hòa yêu Stephanie à. Chồng nó lại vả, không trượt một phát nào bây giờ. Đây là một, vâng, cái nhà bên này toàn là nhà chính 5 cấp anh em ạ. Vâng, đúng là ở quán quân 1 có khác. Đánh toàn là khét lẹt những người chơi mạnh. Rồi là khỏe. Đánh hay quy tụ lại ở giải Champion 1. Nếu mà gặp đến Trung OK thì cũng làm một trận là 10 bay. Mùa vòng thứ 2 là 9 bay. Không biết vòng sau có tụt không hay là tăng lên. Thì cái đấy thì các bạn hãy cứ bấm đăng ký kênh Akari Gaming thì mình sẽ cập nhật tỷ số liên tục trong tuần thi đấu giải đấu hội chiến của clan Trung OK các bạn nha. Rồi, trở lại trận thi đấu là đã thêm một mình cuồng nộ. Vâng, điệu nhảy tango đã được bung ra ở đây rồi. Toét toàn là nhòe rồi. Ủa? Úi dồi ôi, chính nổ phát chết sảnh đạn balloon luôn anh em ạ.
Vâng, quả này thiệt hại khá lớn. Vâng, như vậy là vẫn còn 4 rồng. Vẫn dơ với gồng queen để ăn luôn cái Inferno không? Ồ, nó ăn được. Vâng, một mình chị chấp hết. Quá ảo diệu luôn. Và như vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn kết quả vòng thi đấu thứ 2 một giải hội chiến tháng 1 của Clan Trung OK. Và hiện nay thì vẫn đang đứng ở top bảng là 86 sao anh em nhá. Vâng, các bạn có thể thấy là Champion 1 đây này. Vâng, cái giải thưởng danh giá và kinh khủng nhất ở trong cái mùa giải đấu hội chiến hàng tháng đây. Vâng, các bạn đang ở rank nào rồi thì hãy comment ở phần bình luận phía dưới. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình, hãy để lại một like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming, cập nhật những thông tin, mẫu bay cực kỳ hiệu quả đến từ những người chơi top thế giới đây các bạn nhá. Vâng, Stephanie này đâu. Vâng, đang đứng ở top 4 thế giới trên bảng xếp hạng anh em này. Vâng, đừng có đùa. Đây, top 5 này, úi dồi ôi. Vâng, có lẽ bảo top 6 nữa đi. Vâng, top 8. Vâng, thế thì chắc chắn là những mẫu bay của những người chơi top này thì anh em sẽ biết rồi đấy. Đây, để chắc chắn hơn thì mình sẽ bấm lên cho anh em xem nhá. Vâng, top người chơi này, vâng, 4, 5, 6 này, vâng, trung ok này. Rồi top 8 là trung ok này, đấy. Anh em cứ yên tâm là có những mẫu bay hiệu quả nhá. Ôi, mình đi đây, bye bye.